Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các Phật tử theo dõi kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, YouTube Thích Nhật Từ Official và Facebook Thích Nhật Từ. Chủ đề tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là Đức Phật dạy 7 cách vượt qua tranh cãi về đúng sai và phạm tội theo giới luật Phật giáo. Đây là đề tài mà các tăng ni theo học và chương trình cử nhân Phật học sẽ được học khái quát ở năm đầu tiên. Đối với các trường dạy luật Phật giáo đó, thì đề tài này có thể triển khai chuyên sâu đó từ 7 đến 8 buổi, mỗi buổi trung bình là 90 phút. Và trong một buổi ngắn ngủi đó, thì tôi cố gắng dồn nén thật xúc tích để quý vị có thể nắm được cách giải quyết về việc cử tội, kết tội đối với những người bị can hoặc là được chứng minh là có tội theo giới luật Phật dạy. Một trong 10 tông phái của Phật giáo Trung Hoa đó là Luật Tông, đi chuyên sâu về giới luật từ những lời dạy của Đức Phật được mô tả trong 6 trường phái Phật giáo về luật, cho đến hướng dẫn về các quan nghi tế hạnh, rồi tổ chức giới đàn, an cư kiết hạ, tá pháp yết ma, cũng như là 7 phương pháp vượt qua sự tranh cãi. Tiếc là Phật giáo Việt Nam đó, trong lịch sử hơn 2000 năm, chúng ta chưa từng có luật tông như là Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Nhật Bản. Hiện tại đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh, chùa Huệ Nghiêm trước năm 75 là trường cao đẳng Phật Huệ Nghiêm, hiện đang có lớp Hoằng Luật Huệ Nghiêm khóa 5 niên học 2020-2021 do Hòa Thượng Thích Minh Thông chủ trương. Hòa Thượng Minh Thông là Phó trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trước Tết năm 2020, tôi trình Hòa Thượng Viện trưởng Thích Chí Quảng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đó, bắt đầu từ niên học 2020 này đó sẽ có thêm khoa luật học Phật giáo. Nhưng là do vì đại dịch Covid-19, cái phần triển khai khoa mới này đó bị gián đoạn. Và tôi cũng đề xuất Thượng tọa Thích Giác Dũng, tốt nghiệp tiến sĩ Nhật Bản với luận án chuyên về giới luật Phật giáo làm trưởng khoa, thì Hòa Thượng Viện trưởng cũng đã đồng tình. Như vậy, các tăng ni không theo học các lớp luật học Phật giáo hoặc không theo học chương trình cử nhân Phật học trở lên
giới môn đại cương giới luật học Phật giáo thì hầu như không biết đến bảy phương pháp vượt qua tranh cãi về đúng và sai và phạm tội. Thì đây cũng là lỗ hổng lớn của giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay. Hầu như là có nhiều tăng ni đó chỉ có trình độ trung cấp Phật học, mà ở trình độ đó thì chưa từng cơ hội học qua và học chuyên sâu về giới luật Phật giáo, cho nên đó cũng không hề biết những quy định của Đức Phật về vấn đề này. Đối với quần chúng Phật tử tại gia đó lại càng ít biết hơn nữa, ngoài trừ một số người có nhu cầu nghiên cứu chuyên môn, bao gồm mà các luật sư là Phật tử. Thì để nắm vững về vấn đề này đó, tôi trình bày gồm có 5 phần như sau đây. Phần 1, dữ liệu, luật và kinh của Phật dạy về vấn đề này. Tôi xin nêu ra trước nhất là 6 trường phái giới luật Phật giáo. Thì sau khi Đức Phật qua đời vài trăm năm đó, thì các trường phái giới luật của Phật bắt đầu được hình thành do cách thức tiếp cận khác nhau, dẫn đến việc khác nhau về số liệu những điều khoản Phật dạy dành cho tỳ kheo và tỳ kheo ni. Số liệu mà chúng ta thường gọi 250 điều đạo đức dành cho tăng và 348 điều đạo đức dành cho ni đó là dựa vào luật tứ Phật, tức là một trong 6 trường phái giới luật của Phật dạy. Trước nhất là luật tứ phần, còn được gọi là Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật. Tiếng Sanskrit gọi là Dhamma Guptaka Vinaya. Thì phần này đó được do Ngài Phật Đà Gia Xá và Chúc Phật Niệm dịch vào năm 410 đến 413 Tây Lịch từ Sanskrit sang chữ Hán, gồm tất cả là 60 quyển. Thì đề cập đến 7 diệt tránh, tức là 7 phương pháp vượt qua tranh cãi đó, nằm ở chương thứ 7. Thứ hai đó là luật Thượng Tọa Bộ, còn gọi là luật Pali hay là luật Phật giáo Nguyên Thủy, thịnh hành tại các nước như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Ấn bản Pali Text Society đó thì nó nằm ở tập 2 trang 73 và tập 4 trang 207. Thì theo luật Pali đó, giới tỳ kheo gồm có 227 điều và liên hệ đến 7 diệt tránh đó, thì nó nằm ở chương Chulavatga 4, cụ thể là Samatha Khandakam, thì nêu ra 7 điều rất là chi tiết. Thứ ba đó là luật thập tụng, thì do Ngài Kumala Thập dịch từ Sanskrit sang chữ Hán vào năm 404 đến 406 Tây Lịch, gồm 58 quyển. Thì sau này dịch giả Tỳ Ma La Xoa tiếp tục dịch gồm có 61 quyển. Thì giới tỳ kheo đó thì gồm có 263 điều. Phần liên hệ đến 7 diệt tránh đó, thì cụ thể nó nằm ở chương 20 trang 141 và chương 35 trang 251, thì có tựa đề là Tránh Sự Pháp, tức là
những điều liên hệ đến việc tranh chấp. Thứ tư là luật Tăng Kỳ, gọi đủ là Maha Tăng Kỳ Luật, do Phật Đà Bạc Đà La và Pháp Hiển cùng dịch vào năm 418 Tây Lịch, gồm có 40 quyển. Thì giới tỳ kheo trong luật này đó chỉ có 218 điều. Phần diệt tránh đó, nó liên hệ đến chương 22, trang 412. Thứ năm, luật ngũ phần, do Ngài Phật Đà Thập và Trí Thắng cùng dịch vào năm 423 Tây Lịch, gồm 30 quyển, có tất cả là 251 điều dành cho tỳ kheo. Phần bảy diệt tránh á, thì gồm có chương 10 trang 77 và chương 23 trang 153, tựa đề là diệt tránh pháp. Thứ sáu là căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ, gọi tắt là luật hữu bộ, gọi đủ nữa là căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia, do Ngài Diễ Tịnh dịch vào năm 700 đến 711 Tây Lịch, gồm có 50 quyển. Và giới tỳ kheo trong luật này đó gồm có 192 điều. Đề cập đến nội dung của bảy diệt tránh đó, thì nó nằm ở chương 50 và cụ thể là trang 904. Thì đó là sáu bộ luật đại diện cho sáu trường phái luật Phật giáo khác nhau. Về cấu trúc phân loại, sáu trường phái giống nhau với khái niệm ngũ thiên thất tụ, lát nữa tôi sẽ giải thích thêm phần này. Nhưng các điều khoản và thứ tự của các giới điều trong ngũ thiên và thất tụ đó là khác nhau. Các cái câu chuyện được xem là nguyên do chính Đức Phật thuyết giảng và quy định những cái điều khoản giới luật đó cũng có những điểm bắt đầu. Cách dịch nghĩa ở trong bản chữ Hán, cách nêu ra ở trong bản Sanskrit cũng có một số dị biệt nhất định. Nghĩa là các vị tổ sư lập ra sáu trường phái giới luật này đó cũng đã linh động theo quan điểm của mình, được xem là thích hợp đấy, tức là tinh giảm bớt những điều khoản giới. Cho nên đó, cái bộ ít nhất là căn bản thuyết nhất thiết của bộ tỳ gia chỉ có 192 điều. Đăng ký đó thì những trường phái khác đó, thì số lượng điều dành cho tỳ kheo là nhiều hơn. Nhiều nhất là 263 điều của luật thập tụng. Đó là những điểm bất đồng về cách tiếp cận, cách phân chia và các số liệu về giới luật cần thiết dành cho các vị tỳ khưu và tỳ khưu ni. Về dữ liệu kinh đó, thì tôi xin giới thiệu ngắn bài kinh Trung Bộ thứ 104 có tựa đề là Kinh Làng Sama, tiếng Bali gọi là Sama Gama Sutta, thì tương đương với kinh Trung A Hàm bài thứ 196 có tên gọi là Kinh Châu Na, nằm trong Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh quyển 1 trang 752 trở đi. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật khẳng định rằng á, mọi tranh chấp trong tăng đoàn nói chung và tranh chấp trong từng cá thể với nhau á, sẽ là nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Từ đó, đó Đức Phật đã phân tích sáu nguyên nhân dẫn đến sự tranh cãi và tranh chấp. Thứ nhất gồm lý do phẫn nộ và sân hận. Thứ hai, hiềm hận và não hại. Thứ ba, tật đố và ganh ghét. Thứ tư, gian tham và xảo trá.
Thứ năm, ác dục và tà kiến. Thứ sáu đó là cố chấp, khó thuyết phục, khó lắng nghe. Thì sau đó Đức Phật mới dạy về 6 kỹ năng sống hòa hợp và 7 phương pháp vượt qua các tranh cãi trong tăng đoàn. Tôi sẽ dành một buổi thuyết giảng riêng về bài kinh này, có thể là ngày mai, để chúng ta hiểu sâu về giới luật Phật dạy. Trong lịch sử các tôn giáo trên toàn cầu đó, giới luật của Đức Phật được xem là hệ thống giới luật hoàn chỉnh nhất do chính Đức Phật thiết lập từ trong thời của Ngài, được truyền thừa bằng sự học thuộc lòng. Đến khoảng thế kỷ thứ 3 sau từ trở đi đó mới được ghi chép thành văn bản, cụ thể là trên lá bói. Các tôn giáo còn lại, bao gồm các tôn giáo ở phương Tây và phương Đông, cổ cũng như kim, không có tôn giáo nào quy định giới luật chi tiết như là Đức Phật. Thì trong đời Đức Phật đó, thì Ngài nhấn mạnh đến hai phương diện. Thứ nhất là Dhamma, kho tàng chân lý, gồm khoảng 38.000 bài kinh. Cụ thể là khoảng hơn 17.000 bài kinh Pali, hơn 17.000 bài kinh Agama tương đương và khoảng 3-4.000 bài kinh điển Đại Thừa. Và bản thứ hai đó là Vinaya, tạm dịch đó là luật đạo đức, chứa đựng nhiều cái điều khoản đạo đức, tức là Sila, mà người Trung Quốc thường dịch đó là giới cấm hay là giới điều. Cái đó làm cho người ta có cảm giác là nó gò bó. Còn khi chúng ta dịch là điều khoản đạo đức thì nó có hai phương diện: làm theo thì tốt, không làm theo thì phạm pháp. Ở đây là phạm giới luật đạo Phật. Cho nên tôi có khuynh hướng dịch đó, Vinaya là luật đạo đức và Sila là điều khoản đạo đức, hay gọi tắt đó là điều đạo đức. Chẳng hạn như là 5 điều đạo đức tại gia, thay vì đó là 5 giới cấm tại gia. Thay vì đó là 250 điều giới cấm dành cho tỳ kheo thì gọi là 250 điều đạo đức dành cho tỳ kheo. Như vậy khi chúng ta dịch đúng cái ngữ nghĩa Sila là điều đạo đức, chúng ta sẽ thấy rằng là cần có tính cam kết, nỗ lực tự kỷ luật để đi theo thực tập cho trọn vẹn được những điều đạo đức này để chúng ta đạt được Abhisila, đạo đức cao cấp hay là đạo đức thanh cao. Và đó là một trong 3 phương diện không thể thiếu để giúp cho một chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân và thánh nhân. Còn 2 trụ cột còn lại đó là trí tuệ cao cấp và thiền định cao cấp. Phần 2, khái niệm ngũ thiên và thất tụ. Tôi giải thích vắn tắt về khái niệm này đó, để lát nữa khi đi vào 7 điều vượt qua tranh cãi, nó có một số điều liên hệ đến bản chất của tội. Đức Phật chia tội gồm có 2 nhóm phân loại. Nhóm phân loại thứ nhất là 5 nhóm tội từ nặng đến nhẹ, từ quan trọng đến thứ yếu, để nhắc nhở người xuất gia đó không nên vi phạm vào các quy định này để trở thành chân nhân và thánh nhân. Nhóm 1, tội cực trọng, tiếng Pali gọi là Parachika, Hán Việt phiên âm là
Ba La Di. Thì những tội này đó, ai vi phạm vào đó thì mất tư cách làm tu sĩ trọn đời. Thứ hai đó là tội tương đối nặng, được gọi là tội tăng tàng, chứ bên đây gọi là sân ha và xe xa. Người phạm vào tội này đó, dầu chưa mất tư cách tu sĩ trọn đời, nhưng được xem như là một tu sĩ bị tàn phế, và phải nỗ lực cải thiện chính mình, cho đến lúc nào tăng độ hoan hỷ thì mới được phục hồi tư cách người xuất gia. Thứ ba là tội ba giật đề, Bali gọi là ba gia tika. Thì nó gồm có tội xả đọa và đơn đọa. Tội xả đọa đó là tội có những tang vật, và ai phạm vào cái tội đó thì phải xả bỏ các vật dụng đó trước tăng đoàn. Và đối với đơn đọa đó thì mặc dù không có tăng vật, nhưng mà cái hậu quả của đó đó có thể làm cho quần chúng mất niềm tin vào tăng đoàn và Phật giáo, gây những cái hậu quả ở mức độ trung bình cho đến nghiêm trọng. Thứ tư, tội thâu lăng giá, tiếng Bali gọi là thu la gia. Người Trung Quốc thường dịch đó là đại chướng thiện đạo, tức là chướng ngăn đạo thiện, đạo lớn, tức là đạo Bồ Đề, đạo giác ngộ, đạo tỉnh thức. Về bản chất thì cái nhóm tội thâu lăng giá đó, nó nhẹ hơn tội ba la di, nhưng mà nó cao hơn cái tội tăng tạng chút. Ví dụ như là có một người nào đó cố ý giết người, nhưng đối tượng bị giết chưa chết, hoặc đang thực hiện thì bị bại lộ, âm mưu bất thành, thì người đó bị liệt vào nhóm tội thâu lăng giá. Thứ năm, tội đột cát la hay là đột kiết la. Buskata. Thì đây là cái nhóm tội nhẹ, bao gồm là ba nhóm tội khác nhau, tức là phạm những cái tội mà phải xin lỗi trước tăng đoàn, phạm những cái tội thuộc về đó oai nghi tế hạnh của người tu, hay là những cái tội tranh cãi bất hòa trong tăng đoàn. Thì đột kiết la nó gồm có hai nhóm hành vi. Nhóm hành vi một đó là ác tác, tức là làm bậy, làm xấu. Nhóm thứ hai đó là ác thuyết, tức là nói bậy, phát ngôn bậy, không phù hợp với cái chuẩn mực của người xuất gia hay là đạo đức Phật dạy. Thì cái này nó cũng tương đương như là cái tội vi cảnh ở trong hệ thống luật đề. Ngoài năm nhóm tội từ nặng đến nhẹ thì Đức Phật còn chia ra thất tụ, tức là bảy nhóm tội phân loại tổng quát. Nhóm một là tội ba la di, như đã nêu ở phần đầu, parachika, tội nặng nhất, tội cực trọng, tội như bị chặt đầu, tội bị tẩn xuất, tức là mất tư cách thành viên tăng đoàn vĩnh viễn từ lúc bị tuyên bố phạm tội này. Thì đối với tăng thì gồm có 4 điều, đối với nghi ni đó thì gồm có 8 điều. Nhóm 2 là tội tăng tàng, sangha vesera, còn gọi là tăng già bà thi sa, thì làm cho tư cách của tỳ khu ni đó bị tàn phế, nhưng mà có thể cứu chữa được bằng sự sám hối và phục thiện. Thì các vị phạm tội tăng tàng đó phải nỗ lực hết mình, bị biệt trụ, tức là bị phạt ở riêng chúng, không được tham gia vào các hoạt động tăng đoàn,
Rồi tăng đoàn giám sát khi mà người đó được chứng minh có tiến bộ, làm cho tăng đoàn được hoan hỷ thì mới được phục hồi tư cách. Cái đó được gọi là phép ý hỷ. Tăng thì gồm có 13 điều, ni thì gồm có 17 điều. Nhóm 3 là tội xả đọ, ni tắc kỳ ba giặc đề. Thì tăng và ni đều giống nhau, gồm có 13 điều khoản. Thì những điều khoản này nó liên hệ đến những cái nhóm tội. Thứ nhất á, là chứa các vật dụng mà theo quy định của Đức Phật là không nên chứa với tư cách là một người tu. Cho nên ai bị phát hiện chứa á, thì người đó phải mang các vật dụng này ra trước tăng đoàn rồi tuyên bố từ bỏ. Nhóm thứ hai đó là quên mang các vật dụng bắt buộc phải mang theo đối với người xuất gia, ví dụ như là ba y, rồi đãi lọc nước, quần chỉ, cây kim, tọa cụ, cây bát, vốn được xem là các vật không lìa thân đối với người xuất gia. Nó vừa giúp cho chúng ta bảo vệ sức khỏe và an toàn, vừa tạo ra cái quan nghi tế hạnh của người tu. Mà lỡ ai quên mang theo những điều này đó thì phải là tát bạch chữa tăng đoàn, hủy bỏ cái đó, đó như một cái hình phạt và sự răn nhắc. Thì cái cách để phục hồi cái tội này đó, thì ngoài cái việc xả bỏ giữa chúng, thì đương sự cần phải thổ lộ và tát bạch giữa tăng đoàn để xin sám hối tội, nhờ đó tâm mình được thanh tịnh. Nhóm 4, tội đơn đọa là Bajatika, còn được gọi là tội ba giặc đề. Thì tăng gồm có 90 điều, ni gồm có 178 điều. Thì các tội này đó, nó liên hệ đến là những cái hậu quả nghiêm trọng, dầu không có tăng vật, không có tăng chứng, không có vật chứng, nhưng nó dẫn đến tình trạng đó, tạo ra điều kiến scandal và làm cho quần chúng mất niềm tin vào Phật giáo. Thì cái nguyên nhân do là đương sự đó bị chi phối bởi lòng tham, tâm sân, tâm si, hoặc là chạy theo danh vọng, đam mê sáu trần, đánh mất cái sự kiểm soát bản thân là gây ra. Nhóm 5 là tội hối quá, Pratidya Sanniya, thường được dịch ở trong chữ Hán đó là tội hối quá hay là hướng bị hối. Nghĩa là ai vi phạm vào tội này đó thì phải ra sám hối giữa tăng đoàn để mong được tha thứ và bỏ qua. Tăng đây gồm có 4 điều, ni gồm có 8 điều. Nhóm 6 là trúng học pháp, tức là những điều quy định về quay nghi tế hạnh, những điều nên làm và không được làm đối với người xuất gia. Tăng và ni đều phải thực tập chung 100 điều. Nhất là mới xuất gia, làm sa di, sa di ni và thức Somanani thế thì không nên quên 100 điều này. Nhưng rất tiếc á, thì trong giới luật của sa di đó nó chỉ có 10 điều đạo đức thôi, chứ không có yêu cầu những vị mới tu này học 100 điều quay nghi tế hạnh nên và không nên. Cho đến lúc mà thọ giới tỳ kheo đó, tỳ kheo ni mới chính thức học 100 điều này. Chứ lẽ ra 100 điều này đó nên bắt đầu từ ở giới sa di. Vì học tập 100 điều này đó sẽ giúp cho người xuất gia đó chững chạc và vượt qua được nghiệp phàm trong những năm tháng đầu mới đi tu. Nhóm 7, 7 pháp diệt tránh, tức là 7 cách vượt qua sự tranh cãi, tranh luận giữa các thành viên trong tăng đoàn. Thì tăng và ni đó đều đồng số liệu là 7. Thì qua việc Đức Phật phân chia giới luật của Ngài qua hai nhóm, nhóm từ tội nặng nhất đến tội nhẹ thì được gọi là ngũ thiên,
nhóm phân loại tổng quát thì được gọi là thất tụ. Thì ngũ tiêu và thất tụ đó nó trùng nhau gần như là hết 70%. Đây là cái cách phân loại thôi để chúng ta dễ hình dung. Đứng từ góc độ ngũ thiên cũng được, đứng từ góc độ thất tụ cũng được, còn chi tiết hơn là phối hợp giữa ngũ thiên và thất tụ. Và khi chúng ta nắm được các khái niệm này đó, thì lúc mà đi vào cái chi tiết của 7 tình huống dẫn đến cái sự tranh cãi về đúng, sai và phạm tội đó, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu rõ hơn. Phần 3, 7 cách vượt qua sự tranh cãi. Cách 1, hiện tiền tỳ ni. Tiếng Bali gọi là Samukha Vijano. Trong Hán Việt thì có một số cách dịch đủ là hiện tiền tỳ ni diệt tránh, còn gọi tắt là hiện tiền tỳ ni. Tỳ ni đây cái được hiểu là gì? Cách thức hay là phương pháp giải quyết vấn đề. Hiện tiền là có mặt của hai bên tranh chấp, hay là các bên tranh chấp, các bên tranh cãi, các bên đang đấu tố tội lỗi của nhau. Còn nếu mà một trong các bên đã vắng mặt thì cái đó được xem là không thành tựu. Thì trường hợp này đó, nó sẽ loại trừ được những cái tình huống đấu tố nặc danh, tố cáo nặc danh, thư kiện nặc danh. Và trong cái thời kỳ kỹ thuật số này đó, thì tình trạng đó là dùng nickname Facebook ảo, chỉ có hình avatar, không có địa chỉ thật, tên thật, con người thật. Một người có thể dùng gọi là hàng chục cái nickname ảo đó. Mục đích là gì? Phỉ báng, xúc phạm, vu cáo, xuyên tạc người khác, để tránh cái trách nhiệm pháp lý nếu bị đấu tố về phương diện luật pháp, và cũng như là về phương diện xã hội, đạo đức, cũng như các mối quan hệ dân sự. Thì về bản chất đó, thì dựa vào hiện tiền tự ni đó, những người đấu tố người khác nặc danh là những kẻ xấu. Nếu chúng ta là người tốt, dám nói, dám chịu trách nhiệm, thì khi mà mình thưa kiện ai hoặc là tố giác ai, thì theo luật Phật đó, người tố giác đó phải có mặt. Hiện tiền tức là phải có mặt, phải có hiện diện, phải xuất đầu lộ diện chứ không được trốn tránh. Còn nếu như cái bên mà tố giác không có mặt, cái đó được xem là không hợp lệ. Bởi vì có khi là tố giác sai, cố tình là dựng chuyện lên. Đó. Về chuyện tích đó, thì nó xảy ra tại thành Xá Vệ, thì do một vị thầy tên là Kulu Kalu Đà Di và với 6 vị thầy khác rủ nhau đi tắm sông A Di La Bạc Đề Achiravati. Thì khi mà thầy Kalu Đà Di tắm sông trước đó, thì ông mới lên. Vì ba chốt ba nhán sơ ý, thay vì mặc cái y của mình, thầy ấy lại mặc lộn y của người khác và để lại chiếc y của mình, rồi sau đó đi về trước. Thì nhóm 6 thầy đồng tu do tắm sao bước lên thì thấy là một trong 6 người đó thấy là y mình bị mất, nên là giận dữ lắm và không hài lòng với cái chiếc y bỏ sót lại. Nhưng mà không còn sự lựa chọn nào khác, phải mặc chiếc y đó đi về, chắc lẽ ở chuồng. Thì sau đó đó là 6 vị này đó mới làm phép yết ma. Buộc thầy Kalu Đà Di phạm tội ăn cắp. Sau đó nó tiến hành pháp yết ma diệt tẳng, tức là cáo buộc thầy Kalu Đà Di đó vi phạm tội ăn cắp.
Mà tội ăn cắp là một trong bốn tội trọng của người xuất gia, hãy phạm vào đó thì không còn tư cách là người xuất gia nữa. Thầy Ca Lu Đà Di đó mới trình bày với Đức Phật cái câu chuyện đó. Đức Phật mới hỏi là con lấy ba y của một thầy khác đó bằng cái tâm niệm gì? Thầy Ca Lu Đà Di trả lời: bạch Thế Tôn, con lấy nhầm vì nghĩ rằng đó là y của con không cố ý ăn cắp. Thì giải thích thêm, nếu con ăn cắp á, thì ngoài chiếc y của con sẽ lấy luôn một y, hai y, ba y, bốn y, năm y hay là sáu y của nhóm đó. Chứ thực tế là con đâu lấy cái gì đâu. Đức Phật mới gọi tất cả cùng có mặt, tức là bên tố giác và phán tội, cũng như là bên bị cáo. Và Đức Phật phán quyết như thế này: theo câu chuyện vừa kể và ai cũng chấp nhận điều đó là sự thật, thì Ca Lu Đà Di không hề phạm tội ăn cắp như bị cáo buộc và làm phép yết ma diệt tẩn của nhóm sáu thầy này. Đức Phật răn nhắc Ca Lu Đà Di: từ đây về sau con phải đề cao chánh niệm tỉnh thức, chú tâm vào mọi việc đi đứng nằm ngồi cũng như là các vật dụng để tránh tình trạng bị lẫn lộn và ngộ nhận. Đồng thời đó, Đức Phật đã răn nhắc sáu thầy tỳ kheo tổ chức lễ yết ma để đuổi thầy Ca Lu Đà Di trước phế tư cách tu sĩ của vị ấy, rằng á là trong trường hợp bị ngộ nhận như trên thì các thầy này và cũng như tăng đoàn về sau không được quyền tiến hành các loại yết ma. Yết ma tức là biểu quyết của tăng đoàn, nói nôm na vậy cho dễ hiểu ha, tiến hành một cái lễ biểu quyết của tăng đoàn. Để gồm có yết ma hai trách, ở mức độ nhẹ đó là biểu quyết mang tính cách là trách cứ thôi, la rầy thôi. Thứ hai là yết ma y chỉ, tức là buộc cái vị đó nếu còn nhỏ thì phải y chỉ vào một cái vị tỳ kheo lớn, có liên lạc lớn, có uy tín lớn để nương tựa được cái sự dạy dỗ. Thứ ba là yết ma ngăn không cho đến nhà bạch y, tức là buộc cái vị đó không được đến nhà các cư sĩ tại gia vì tư cách chưa được chuẩn mực. Việc mà đi tới thăm nhà tại gia có thể là mất tư cách tu sĩ, là mất niềm tin của tín đồ đối với Phật giáo. Thứ tư, không được làm yết ma cử tội, tức là phán xét tội của người mà ta chỉ là vô tình thôi chứ không có cố ý. Và thứ năm là không được tác pháp yết ma tận xuất, tức là cách chức cái tu sĩ chọn đề đối với vị đó. Đó thì Đức Phật mới kết luận lại: như những điều ta vừa nói, nếu tăng đoàn mà vi phạm vào điều nêu trên đó, tức là buộc tội một người không có cố ý phạm cái giới ăn cắp thì sẽ bị tội đột kiết la. Thì đầu kiết la đó thì đây đó là nó là cái nhóm tội nhẹ nhất trong ngũ thiên, nó liên hệ đến nói bậy và hành xử bậy. Nói bậy thì gồm có nói láo, nói xuyên tạc, nói vu cáo. Làm bậy tức là tạo ra những cái hành động gây ra tổn thất, có những trường hợp nó sẽ rất nặng nề về phương diện xã hội. Nhất là trong cái thời đại truyền thông này đó, cái ảnh hưởng của nói bậy và làm bậy nó lớn lắm quý vị. Cho nên đó, nếu là tăng sĩ thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng, còn cư sĩ tại gia thì hầu như 99,9% là chẳng biết đến ngũ thiên thất tụ là cái gì, 99,9% chẳng hề biết đến giới luật tỳ kheo đi là cái gì, 99,9% chẳng hề biết đến cách giải quyết các vấn đề tranh cãi
bất hòa trong tăng đoàn là cái gì, nhưng mà lại cho mình cái quyền phán xét như là thẩm phán, như đinh đóng cột. Đó là cái sai lầm. Và sai lầm này nó dẫn đến cái sự khủng hoảng truyền thông ở trong Phật giáo. Dầu những người đó có tự xưng mình là hộ pháp, bảo vệ chân lý, bảo vệ đạo Phật, nhưng thực chất họ đang phá tan nát đạo Phật. Cái nguy hiểm nhất là gì? Không biết mà làm càng, và lại nghĩ rằng là mình là đúng. Rồi có một số người quan tưởng rằng là mình đóng một cái vai trò quan trọng, rốt cuộc rồi là làm cho Phật giáo tan nát. Như vậy qua cái tích chuyện nêu trên đó, chúng ta có thể thấy đó là để giải quyết về vấn đề tố giác tội phạm, cử tội phạm và phạt tội phạm đó, thì điều đầu tiên đó là người bị can hay bị cáo bắt buộc phải có mặt để cho người ta trình bày. Còn thời hiện đại này đó thì ngoài nghi can phải được quyền trình bày, người ta được quyền đó là thuê luật sư đó để biện hộ cho mình, chứng minh cho mình đó là vô tội, hay hoặc là có tội thì với động cơ tốt hay là động cơ xấu, nặng hay nhẹ, hậu quả như thế nào, để còn là giảm cái mức độ. Đó là luật pháp ta còn cho phép như thế mà. Còn đằng này đó, những người đó phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo, toàn là trốn, họ núp ở trong hang, ẩn náu ở trong bóng tối, họ tạo những nickname ảo, Facebook ảo, thì chúng ta biết là về bản chất đó, họ làm sai hoàn toàn với cái cách xử của Đức Phật hiện tiền từ ni, và sai với luật đời. Về tư cách đạo đức đó, thì những người như thế rất xấu xa. Cho nên các quý Phật tử đó, phải hết sức cảnh giác về những người này. Và về luật pháp đó, thì tất cả những loại thư đặt danh là không có giá trị, vì họ không chịu trách nhiệm mà. Người tố giác phải có địa chỉ thật, tên thật để chịu trách nhiệm pháp lý. Còn theo Đức Phật là phải có mặt nữa. Ngoài địa chỉ thật, tên thật, phải có mặt cùng với cái bên mà họ tố giác là sai đó. Cho nên cũng trên tinh thần này, những người nào mà nói tôi thế này thế kia đó, thì tôi mời đến chùa Giác Ngộ, mời hết tất cả với sự trân trọng, và nói theo thiền ngữ của Ngài Lâm Tế là uống trà đi, mời tất cả cùng uống trà đi với tôi tại chùa Giác Ngộ. Còn thời gian đó thì tùy theo cái sự hưởng lợi quý vị cứ nhắn tin cho tôi qua số điện thoại 0908 153 160. Trong mùa giãn cách toàn xã hội này đó, thì quý vị có thể đến bất cứ lúc nào, tôi sẵn sàng tiếp quý vị, với điều kiện là không được quá 10 người theo quy định của chính phủ cho đến hết ngày 15 tháng 4. Về bản chất đó, thì thầy Kalu Đà Di là một người thiếu cẩn trọng, cho nên tạo ra cái sự nhầm lẫn đáng tiếc. Thay vì ba y của mình không mặc, đi mặc ba y người khác, cái đó cũng khó trách. Vì thầy Đức Phật á, y nó cùng một màu với nhau, cùng một kiểu với nhau. Mà nếu như thầy Kalu Đà Di cùng với sáu thầy kia đó có cái tạng người gần giống nhau về chiều cao đó, thì hầu như là cái kích cỡ y đó cũng giống y hệt. Cho nên chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể mang y lộn của người khác, nên cái đó nó có thể thông cảm được. Còn nhóm sáu thầy này thì trở nên quá hồ đồ, và cái nhận thức không được đầy đủ. Nếu ta ăn cắp thì đâu có để lại bộ y đâu. Nhưng mà những người trong số đó thì họ nghĩ rằng đó, vì cái y của tôi đẹp hơn, còn mới hơn, cho nên mới bị thầy Kalu Đà Di ăn cắp, thế vô cái y cũ hơn. Nhưng họ nghĩ như thế cho nên họ kết tội và làm phép ước ma để tẩn xuất vị tu sĩ này. Thì đó là tạo ra một cái sự hàm oan lớn. Rất may là Đức Phật đã triệu tập tăng đoàn đến để phân xử, và từ đó đặt ra cái phép giải quyết tranh chấp hiện tiền tự ni. Tạm dịch đó là giải quyết tranh cãi phải có sự có mặt của các bên liên hệ, chứ không thể một chiều được.
Cách hai, ức niệm tỳ ni. Tiếp bên gọi là Sati Vijano, tạm dịch là giải quyết tranh cãi bằng sự nhớ lại. Thì nó có tích truyện như sau. Tại thành Vương Xá, có vị thầy tên là Đạp Bà Ma La Tử bị các đồng tu du khống phạm tội trọng Ba La Di, tức là tội bị tẩn sức, rồi tội tăng tàn, tức là mất tư cách của người tu, và tội thâu lăng giá, tức là chướng nghiệp, chướng đạo giải thoát. Nó nhẹ hơn Ba La Di nhưng mà nó nặng hơn tăng tàn. Thì tăng đoàn cứ cố tình chất vấn và buộc tội vị này. Thì thầy Đạp Bà Ma La Tử mới trả lời đó: tôi không nhớ, xin các ngài đừng chất vấn nữa. Tăng đoàn không hài lòng, đến trình bạch Đức Phật. Đức Phật mới dạy là trong trường hợp đó thì phải làm pháp ức niệm tỳ ni với bạch tứ yết ma. Bạch tứ yết ma, bạch tứ yết ma thì phải có 4 lần nêu cái tình huống, cái câu chuyện đó ra để xin biểu quyết của tăng đoàn. Và cuối cái câu mà xin biểu quyết thì nó có cái mặc định thế này: tôi xin ghi nhận như vậy. Trong chiến hán nó gọi là thị sự như thị trì. Thị sự là việc này, như thị là như vậy, trì đó có nghĩa là nắm lấy. Ví dụ như trì kinh đó là đọc kinh thường xuyên mỗi ngày, gọi là trì kinh. Còn trì trong cái ngữ cái cảnh của luật Phật giáo thì được gọi là gì? Ghi nhận. Tức là mình ghi nhận thôi. Thì cái mặc định trong tăng lò gì? Nếu đồng ý thì giữ yên lặng, nếu ai có ý kiến khác thì giơ tay phát biểu. Đó, như vậy khi nêu ra cái sự kiện đó lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư thì cái người đại diện tăng đoàn đó đều xin biểu quyết. Cái đó được gọi là bạch tứ yết ma. Còn nội dung xin biểu quyết thì nói rất là rõ: tôi là tỳ kheo gì đó, vào ngày mấy tháng mấy ở nơi đầu đó có cái sự kiện như thế, nhưng mà tôi không nhớ rõ lắm đó. Tôi đã cố tình nhớ lại nhưng mà không rõ lắm. Và những người khác thì cũng là nghe lơ tơ mơ thôi. Những người nhân chứng á, người ta cũng nghe lơ tơ mơ, người ta không biết, nhớ rõ lắm. Yêu cầu người ta trình bày, người ta không nói rõ được. Và chính đương sự cũng không nhớ rõ được. Không phải là cố ý, giả bộ quên. Mà thực tế là nó quá nhiều cái sự kiện diễn ra cùng một lúc như thế, cho nên người ta không nhớ được. Thì trong tình huống đó, dựa vào cái nhớ ở mức độ nào thì người ta mới xử tình huống theo mức độ đó thôi. Vì nó không còn bằng chứng nữa. Ví dụ như vừa rồi có một bệnh nhân mã số nào tôi quên rồi. Ngày đầu thì bà khai bà tiếp xúc với người A, người B. Mấy ngày sau bà nhỏ giọt thêm vài thông tin tiếp xúc người C, người D. Mấy ngày sau rồi nhỏ giọt đó tiếp xúc người E, người F. Rồi báo chí ta chửi quá trời. Bệnh nhân mã số mấy? 34 hả? Đó. Thì nhiều người ta nói là bà này là không quý trọng mạng sống người khác. Thế thực ra đó thì do cái ký ức của bà có thể có giới hạn, hoặc do bị khủng hoảng quá cho nên không nhớ được hết. Cũng có thể là rơi vào tình trạng đó. Cũng có thể là cố tình. Thì trong trường hợp đó, Đức Phật khuyên là không nên buộc tội. Bởi vì nó không có gì rõ ràng. Thì trong tình huống này chúng ta có thể nhận xét rằng đó là vì thiếu bằng chứng mang tính thuyết phục. Cho nên người ta chỉ dựa vào cái sự nhớ và kể lại thôi. Và xem đó như là những cái dấu chỉ để đánh giá về cái mức độ có phạm tội hay không phạm tội, đúng hay là sai, nặng hay là nhẹ. Thì đó là trường hợp Đức Phật khuyên phải áp dụng như thế.
chứ không nên lấy cái quyền chủ quan cá nhân của mình để áp đặt và phán quyết người ta có tội, đặc khi mình cũng không có bằng chứng gì. Tôi xin đưa một cái ví dụ đang rất là nóng bỏng hiện nay trên toàn cầu. Vào ngày 7 tháng 4 năm 2020, tại thành phố Sydney, nước Úc, thì tòa tối cao của Úc phán quyết Hồng Y George Bell hoàn toàn vô tội. Hồng Y này thì sanh vào ngày 8 tháng 6 năm 1941, nay là 79 tuổi, và là nhân vật quyền lực đứng thứ ba trên toàn cầu, sau Đức Giáo Hoàng thêm một vị nữa, và cũng là người cố vấn quan trọng của Đức Giáo Hoàng Francis hiện nay. Thì vào năm 2018 đó, ông bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em lúc còn là đại chúng sinh, lúc còn là linh mục, lúc là giám mục, lúc là tổng giám mục ở tại Úc. Thì tòa sơ thẩm tại Úc đó, phán quyết ông ấy có tội và tuyên phạt 6 năm tù giam. Thì sau đó cái vụ của ông được đưa lên cái tòa tối cao của Úc. Thì đến cái thời điểm đó ông đã ở tù trên 400 ngày rồi. Và Đức Giáo Hoàng Francis đã cho ngưng hết toàn bộ các cái chức vụ của ông đối với tòa thánh Vatican và trên toàn cầu. Thì báo chí vào năm 2018 là đưa cái sự kiện này rất là rần rộ. Và trong mấy ngày qua thì báo chí và video, xin lỗi, TV, radio cũng đưa rất là rần rộ về cái tin này. Thì các thẩm phán ở tòa cao cấp, tòa tối cao của Úc đưa ra như thế này. Mặc dầu các bằng chứng là có thật, nhưng mà không có thuyết phục một cách trọn vẹn, cho nên đó là mới tuyên án ông ấy không có tội về phương diện luật pháp, nhưng không có nghĩa là không có tội ở trong thực tiễn. Thì lý do mà vị thẩm phán quyết định đó, thì ông nêu ra như thế này: các nạn nhân là tín đồ của Công giáo, nay thì họ đã trên 30 tuổi rồi, mới tường thuật lại đó, thì cái vị trí mà Hồng Y George Bell gạ tình và lạm dụng tình dục khi mà cậu ấy còn trẻ, mười mấy tuổi đó, là ở ngay cái phòng thay đồ. Thì trong cái nhà thờ đó, nó có một cái phòng thay đồ, trước khi các linh mục và giám mục Hồng Y ra làm lễ đó, thì phải dừng lại phòng thay đồ đó để mặc cái áo lễ vào mới bước ra bên ngoài. Rồi hỏi đó là làm tình vào lúc nào, thì cậu này trả lời là vào buổi sáng, tức là sau khi làm cái khóa thánh lễ buổi sáng xong, thì ở ngay cái phòng thay đồ đó cái tình trạng lạm dục tình dục nó diễn ra. Cho nên vì thẩm phán này nói là không thuyết phục lắm. Thì thường làm tình ta phải làm ở phòng ngủ, là phải làm ở buổi tối chứ không phải làm buổi sáng. Còn các vị thẩm phán khác, nhất là các thẩm phán ở tòa sơ thẩm đó, thì ta thấy rất rõ là nhiều cái vụ kiện mà đơn khi đó, những người kiện này là những cái tín đồ rất thuần thành, chưa bao giờ có một cái tiền án nói da, nói láo, nói gian dối. Thì trong lúc mà Đức Giáo Hoàng cho Francis kêu gọi càng phải minh bạch hóa vấn đề này ra để làm trong sạch hệ thống của Công giáo trên toàn cầu, thì cái vụ này nó trở thành là một cái vụ trọng điểm rất là lớn, rất là lớn. Thì sau khi được tuyên vô tội đó, thì Đức Giáo Hoàng Francis lập tức gửi cái thông điệp chúc mừng chưa đầy một tiếng sau đó, và đài Vatican cũng như là các tờ nhật báo, các truyền hình radio trên toàn cầu đều đưa tin để chúc mừng. Và Hồng Y George Bell đã nói là không hề có một cái tâm niệm nào giận tức đối với người đã cáo buộc mình, và cũng không muốn đưa ra bất cứ một nhận xét nào có thể gây thương tổn cho cả hai bên, và hãy để cái thời gian còn lại dành cho cái việc
chăm sóc cho những người kém may mắn, nhất là trong cái đại dịch Covid-19 này. Thì đó là một cái vụ mà tôi cho rằng là gì? Bằng chứng thiếu thuyết phục. Thì nó ứng với cái phương pháp mà Đức Phật gọi đó là gì? Ức niệm tỳ ni. Ở đây tức là nạn nhân cách đây gần 20 năm kể lại cái câu chuyện đó. Mà có đủ các cái bằng chứng tình tiết rồi, có nhân chứng nữa. Nhưng mà đó là nó dựa vào cái cơ sở của trí nhớ thôi, chứ không có quay phim, chụp ảnh gì. Các nạn nhân đó đâu có cái phòng bị đâu mà có quay phim sẵn. Thời đó làm gì có camera để trong những phòng đó mà quay. Cái bằng chứng đó nó dựa trên những nạn nhân, và các nạn nhân đó có những nhân chứng đi theo để làm chứng ở giữa tòa. Và trường hợp của Hồng Y này đó thì không phải là một lần, mà bị gọi là người ta cáo buộc và phải ra hầu tòa nhiều lần à, với những cái trường hợp lúc còn là đại chúng sinh, lúc là linh mục chánh sứ, lúc là giám mục, lúc là hồng y, vân vân. Và đó là một cái câu chuyện rất là nóng hiện nay. Cho nên đối với những cái gì mà nó có những cái bằng chứng chưa rõ ràng, gọi là không đủ bằng chứng, thì chúng ta phải dựa vào cái ký ức của với hai bên thôi, để từ đó đưa ra một cái quyết định được xem là thích hợp nhất. Thì dĩ nhiên là bên gia đình của bị cáo đó, gia đình của nguyên đơn, tức là bên bị hại đó, thì họ rất là bất mãn và thất vọng. Và nó nếu mà cái vụ này nó chìm xuống như thế thì giáo dân mất niềm tin vào giáo hội Công giáo trên toàn cầu. Thì đó là cái câu chuyện đang diễn ra. Như vậy là trong thời Đức Phật đó thì Ngài đã có cái phương pháp mà bây giờ thẩm phán tối cao của Úc đang làm. Cách 3, bất si tỳ ni, tạm dịch là giải quyết sự tranh cãi qua việc xác nhận đương sự hết bệnh tâm thần. Tiếng Pali là Amuha Vijano. Cái tích truyện diễn ra như sau. Tại thành Vương Xá, thầy Năng Đề trong giai đoạn bị tâm thần đã phạm nhiều lần nhiều tội, rồi ứng xử không phù hợp với tư cách của một vị tu sĩ, nói năng không chuẩn mực, làm mất oai nghi tế hạnh, làm cho xã hội lên án, quần chúng mất niềm tin vào Phật giáo. Thì tăng đoàn đã mời vị này đến để cử tội. Những phương pháp cử tội đó thì phải hỏi tội và buộc đương sự đó phải xác nhận là mình có hay là không. Thầy Năng Đề mới trả lời rằng là do vì trong giai đoạn tôi bị tâm thần, tôi phạm những tội đó hoàn toàn không cố ý, nó mất kiểm soát đây. Cho nên xin các ngài đừng tiếp tục chất vấn tôi, hãy bỏ qua cho tôi. Thì tăng đoàn không hài lòng, và việc này đã đến Đức Phật. Đức Phật đã gọi tăng đoàn đến, có mặt của thầy Năng Đề, và kêu cầu tăng đoàn hãy tiến hành phép yết ma bất si tỳ ni, tức là xác định từ thời điểm này trở về sau, thầy Năng Đề đã hết bị tâm thần. Do đó các hành xử bao gồm lời nói việc làm của thầy ấy nếu tiếp tục như trước đây thì phải xử đúng theo luật, còn trong giai đoạn tâm thần thì không chắc. Và Đức Phật khẳng định không cố ý phạm tội trong lúc mình mất trí, mất bệnh tâm thần thì có thể được tha thứ. Thì phương pháp này nó y hệt như là cái cách giải quyết của luật pháp ở thời hiện đại này.
nhất là ở các nước phương Tây. Thì khi mà một bị cáo được chứng minh là có tội, nhưng khi giám định tâm thần đó, thì vị ấy được xem là bị bệnh tâm thần trong thời gian phạm tội, thì lại được miễn tội và đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Người ta mất kiểm soát mà. Tuy nhiên á, cái điều luật này nó cũng dấy khởi lên một số cái sự lợi dụng. Các luật sư về tội hình sự có kinh nghiệm lâu năm đó, thì họ sẽ mớm mồi cho thân chủ của mình đóng vai là người bị tâm thần. Tức là từ lúc mà bị bắt á, là giữ yên lặng, hành xử như một người điên vậy đó, cho đến lúc á, được tạm giam, rồi chính thức á, là giam chính thức, hành xử như một người điên. Người ta đưa vào bệnh viện tâm thần á, thử cách 1, thử cách 2, cách 3, và ứng xử giống như một người điên, ta quan sát bằng camera cũng giống như vậy, thì không còn cách nào khác đó, thì tòa án phải phán quyết là người ấy vô tội, được tha bổng, nhưng mà bắt buộc phải sống ở trong nhà thương điên. Thì có một số người á, thay vì là chấp nhận cái chết vì tội quá nặng, thì người ta phải đóng vai là bị điên, thà ở trong nhà thương điên hơn là bị chết trong cái tinh thần minh mẫn. Thì đó là cái lỗ hổng của luật pháp. Và vì cái diễn kịch của bị cáo và cái sự sắp xếp quá tài tình, đạo diễn quá giỏi của luật sư, cho nên đã chạy tội được, làm cho người có tội được miễn tội. Nhưng về phương diện nhân quả đó, thì tội đó vẫn còn hy quyền. Về phương diện luật pháp thì cái đó được gọi là miễn tội, nhân quả thì không thoát được, quả xấu nó sẽ trổ ở trong tương lai. Năm 2019 đó, thì báo chí tạo ra một cái scandal cho Phật giáo khi có một thầy học bác sĩ ở Đắk Lắk, do vì học nhiều quá bị căng thẳng thần kinh dẫn đến bị điên. Cho cái hành xử của thầy ấy trong việc lái xe, trong lời nói, trong hành động rất là không chuẩn mực, và báo chí vinh vào đó là đánh thầy này một cách tơi tả, và dĩ nhiên nó làm ảnh hưởng đến cái hình ảnh tôn nghiêm của các tu sĩ. Cho nên lúc đó thì Phật sự online do Thượng tọa Thích Minh Nhẫn làm tổng biên tập đã cử các phóng viên đến phỏng vấn lãnh đạo Phật giáo tỉnh Đắk Lắk, rồi phỏng vấn là các Phật tử thân quen với đại đức này, phỏng vấn như người thân, bạn bè đồng học. Thì người ta cũng nói cái hoàn cảnh là trước khi đi tu vị này cũng đã từng bị tâm thần rồi, thì sau đó nó được phục hồi, nhờ đi tu được phục hồi, nhưng mà trong cái giai đoạn học bác sĩ đó, do nó quá căng, cái chương trình nó quá nặng nề đó, và có lẽ là do tâm hướng nội cho nên không có giải bài chia sẻ tâm sự với bạn đồng tu, nhất là thầy chủ trì, để giải tỏa tâm lý, thế nên làm cho vị ấy đó bị điên và ứng xử làm mất cái trang nghiêm đó. Và báo chí phản ánh rất là nhiều. Thì việc làm Phật sự online phóng sự đó theo tôi đó rất là phù hợp với cái phương pháp thứ ba là bắt si tình đi, và luật pháp đó là cho phép việc đó. Ở đây chúng ta phải là dàn những cái câu chuyện gán ghép ông này bị tâm thần để khỏi làm xấu mặt Phật giáo, mà trên thực tế là thay nay lúc hành xử như thế là đang bị tâm thần. Còn chừng nào mà hết bệnh tâm thần rồi đó mà vị ấy cũng tiếp tục như thế là không thể nào tha được, phải xử tới nơi đến chốn. Nếu mà nặng á, thì có thể là áp dụng cái tội ba la di tẩn xuất trọn đời. Cách 4. Tự ngôn trị
tạm dịch làm giải quyết tranh cãi bằng cách để bị cáo tự thừa nhận tội trạng của mình. Tới bây giờ gọi là Patinya Takarana. Tích truyện như sau: tại ao Gaga ở thành Chimba, trong một ngày rằm nọ, khi tăng đoàn vừa kết thúc một cái thời thực tập thiền, tụ hội quay quần bên Đức Phật, Tôn giả Ananda đại diện tăng đoàn đó thưa thỉnh Đức Phật tuyên dạy những điều răn nhắc về giới luật, đạo đức, cách tu, cũng như là kỹ năng vượt qua lỗi lầm, sám hối nghiệp trước. Như Đức Phật giữ yên lặng, Tôn giả Mục Kiền Liên tiếp tục thỉnh mời Đức Phật, Đức Phật cũng giữ yên lặng, không hồi đáp. Thỉnh mời lần thứ hai, lần thứ ba, Đức Phật vẫn giữ yên lặng, không tuyên thuyết. Bằng thần thông của mình đó, thì Ngài Mục Kiền Liên biết trong chúng có một người không thanh tịnh, và đến ngay tận nơi của thầy Phạm Giới, nên nói một cách rất là nhỏ nhẹ: này bạn đồng tu à, Đức Phật biết tình trạng Phạm Giới của bạn, cho nên bạn không nên tiếp tục ngồi ở đây. Nói xong thì Tôn giả Mục Kiền Liên đã dùng tay của mình là đỡ vị tỳ kheo đó dậy và dẫn vị tỳ kheo này rời khỏi giới trường. Sau đó mới quay trở lại và thưa Đức Phật: hiện nay trong chúng đều đã được thanh tịnh rồi, mong Ngài tuyên thuyết giới cho chúng con nghe. Đức Phật mới hồi đáp lại: thầy Mục Kiền Liên không nên làm như thế. Đức Phật giải tiếp: phải làm theo cách để người phạm tội phải tâm phục khẩu phục về sự phạm tội của mình. Sau đó tăng đoàn mới kết tội, cử tội. Chứ còn ở đây đó là vị ấy chưa có thừa nhận. Mà chưa thừa nhận mình mà đi ra đó là nó thiếu dân chủ. Thế vì đăng khi đó là vị ấy có mặt, tăng đoàn có mặt, Đức Phật có mặt, thì nên dùng cái phương pháp hiện tiền tỳ ni, có đủ hết để đối chất thì đâu ai trói được. Nhưng mà có lẽ là do Tôn giả Mục Kiền Liên đó thấy Đức Phật đó đã được thưa thỉnh ba lần bởi mình, thưa thỉnh mấy lần bởi Tôn giả Ananda mà Ngài không lên tiếng, Ngài giữ sự thinh lặng, cho nên đó, Ngài Mục Kiền Liên đó mới mời tăng sĩ đó rời khỏi giới trường. Như vậy qua cái cách tự ngôn trị thì chúng ta học được Đức Phật là gì? Khi mình xét tội một người nào đó, phải để cho người đó tâm phục khẩu phục, không trói được, với các bằng chứng rất là cụ thể. Và trong tình huống này đó cũng phải có mặt của các bên, chứ không thể là nặc danh, trốn lánh, ẩn trong bóng đêm, dùng các nước đêm ảo, dầu biện hộ bằng bất cứ một lý do gì thì theo giới luật của Đức Phật đó là không phù hợp. Còn lần này đó, người ta chưa lên tiếng rồi mình kết tội người ta cũng không được, phải để cho người ta được quyền trình bày, rồi tăng đoàn á có thể đưa ra các bằng chứng để làm cho người chối tội cảm thấy là không thể nào chối tội được nữa, chấp nhận đó. Thì trong trường hợp đó đó là tiến hành yết ma, cử tội, chắc chắn là không ai có thắc mắc gì, không ai có nghi nan gì nữa. Thì đó là cách giải quyết vấn đề rất là có tình, có lý và dứt điểm được.
cách năm, đa nhân ngữ, tạm dịch là giải quyết sự tranh cãi bằng ý kiến của đa số. Tế Bali gọi là Dê Buja Sikha, Hán dịch còn thỉnh thoảng dịch là dụng đa nhân ngữ, gọi tắt là đa nhân ngữ. Đa nhân là nhiều người, và người ở đây là gì? Thành viên hội pháp của tăng đoàn, tức đã chính thức thọ giới tỳ kheo, đó là tăng đoàn nam, hoặc chính thức thọ giới tỳ kheo đi, đó là tăng đoàn nữ. Và tăng đoàn là 4 tu sĩ tỳ kheo đi trở lên. Cho nên có một số vị thắc mắc tại sao thầy Nhật Từ thường nói là kính thưa tăng đoàn. Người ta cáo buộc là thầy Nhật Từ đang muốn lập giáo hội mới, đó vì ta không hiểu thuật ngữ Phật học. Sangha mà người Việt Nam chúng ta dịch là tăng già, thực ra là phiên âm của người Trung Hoa. Phiên âm từ Sangha đó thì họ dịch là tăng già. Và tăng già đó thì có nghĩa là tăng đoàn hay là tăng chúng. Mà tăng chúng là chữ Hán, chữ chúng người ta khó hiểu trong cái thời hiện đại này. Thì sư Nhất Hạnh dịch đó là tăng thân. Thì chữ thân ở trong trường hợp này nó rất là khó phù hợp. Nó là một đoàn thể thì đúng hơn là một cái thân thể. Chúng ta có Phật thân, có Pháp thân nhưng không có tăng thân. Chúng ta chỉ có tăng đoàn hay là tăng chúng thôi. Và dịch sát nghĩa trong thời đại này tăng đoàn là nó thích hợp nhất. Chỉ cần có 4 thành viên tỳ kheo đã trở thành một tăng đoàn nam, 4 thành viên tỳ kheo ni trở lên là đã có thể trở thành một tăng đoàn nữ. Thì chùa Giác Ngộ trên 40 thành viên gọi là tăng đoàn là chuyện bình thường. Còn giáo hội là tập hợp của nhiều tăng đoàn ở nhiều chùa. Hiện nay chúng ta có giáo hội Phật Việt Nam được thành lập vào 7 tháng 11 năm 1981. Và chúng ta đang có 57.000 thành viên. Trong số đó đó, hơn một phần nữa là thành viên tăng đoàn chính thức, tức là đã thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni, đang hành đạo ở 63 tỉnh thành thuộc 18.600 mấy chục ngôi chùa khác nhau. Và bên cạnh đó là còn có hơn 5.000 ngôi chùa đang chờ hợp pháp hóa. Để như vậy đó, nếu mỗi chùa mà có 4 tỳ kheo hay 4 tỳ kheo ni trở lên thì đó chính là một tăng đoàn. Và 18.000 mấy trong ngôi chùa đó nếu đều có đủ cái số 4 thành viên tỳ kheo ni trở lên thì đã có ít nhất là gần 19.000 tăng đoàn thành lập lại để hình thành ra cái gọi là giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cho nên khái niệm tăng đoàn không thể được xem tương đương với chữ giáo hội. Do đó ai cáo buộc thầy Nhật Từ lập ra giáo hội mới qua cái khái niệm dùng tăng đoàn á, hoặc là không biết chữ Hán, không hiểu Phật pháp, hoặc là cố tình làm như thế bằng sự xuyên tạc và vu cáo ta. Cái tích truyện này như sau: có một số thầy ở tại thành Xá Vệ cãi nhau, tăng đoàn đã truy cứu tội của các vị ấy giống như pháp luật của Đức Phật đã dạy. Thì Đức Phật á, mới kêu gọi tăng đoàn lại và dạy như sau: từ đây về sau đó, hãy nên tìm kiếm tội và xác định tội bởi đa số thành viên tăng đoàn, chứ không thể là chỉ có một vài người. Định đoán người đó có tội như vậy thì phải tiên xử như vậy, cái đó có thể không khách quan, không chuẩn xác, thậm chí có thể dẫn đến là tuyên án sai, tù sai. Ở bên ngoài chúng ta thấy là thỉnh thoảng có những cái bản án sai dẫn đến là người bị hàm quan đó bị tuyên án tử hình, tù trung thân, tù mấy chục năm để thay thế cho một cái người nào đó chết, người nào đó tạo tội mà trốn bởi sự tham nhũng hoặc là bởi sự ngộ nhận, vân vân.
Do đó trong trường hợp phức tạp đó, thì để xử một cái vụ việc mà các bằng chứng nó cũng rất là bấp bênh, không rõ ràng, thì Đức Phật khuyên là gì? Phải lấy biểu quyết đa số của các thành viên tăng đoàn. Thí ví dụ như cái chỗ mà xảy ra vấn đề đó gồm có 100 vị tỳ kheo, thì phải tiến hành hội họp 100 vị tỳ kheo đó trình bày cái vụ việc. Dĩ nhiên là trình bày một cách hiện tiền, có nghĩa là người tố giác phải có mặt, người bị tố giác được quyền phản biện để chứng minh mình vô tội hay là tội nặng tội nhẹ. Rồi sau đó, đó thì tất cả đều thừa nhận những cái thông tin đó là đúng hết, thì bây giờ bắt đầu định tội, thì lúc đó tập thể biểu quyết, thì lúc đó lấy cái biểu quyết đó cho là cái kết quả của cái vụ tranh chấp đó, để tránh tình trạng dẫn đến án oan trong tăng đoàn. Ở ngoài xã hội xử oan nhiều lắm quý vị, thẩm phán nào mà là thiếu sự khách quan hoặc là bị chung chi chạy chọt, thậm chí là ăn hai đầu thì cái vụ án trắng có thể thành đen, đen có thể thành trắng. Đó là cái sự tương đối của luật pháp thế gian. Và để xử các cái vụ mà tranh chấp này đó, thì trong tăng đoàn nó cũng có thể xảy ra như thế. Cho nên Đức Phật khuyên là gì? Phải lấy ý kiến của đa số. Thì ở nước ngoài đó, ba cơ quan tư pháp, hành pháp là độc lập với nhau, cho nên đó, cái độ mà khách quan của vấn đề xử đó nó rất là cao. Cái thứ hai nữa, ngoài thẩm phán ra nó còn có bồi thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn là những người dân, tùy theo từng cái án mà người ta mời bồi thẩm đoàn là những người có liên hệ, họ ngồi họ nghe từ đầu đến cuối, có khi là 15 người, có khi là 20 người đại diện, và sau đó là lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên bồi thẩm đoàn này và cho ra cái kết quả. Nếu đại đa số gọi là ghi ở trong ý kiến là người ấy có tội, thì thẩm phán chỉ quyền dựa vào cái đó để công bố rằng đó là người ấy có tội và tội bao nhiêu. Đó. Dĩ nhiên là với tư cách là thẩm phán thì sẽ nêu ra trường hợp này tội nó là như thế này, trường hợp kia là tội như thế kia, và tất cả những người tham gia bồi thẩm đoàn đều phải biết cái tiến trình đó. Như vậy người ta không có trao cái quyền tuyệt đối cho thẩm phán, mà phải có bồi thẩm đoàn nữa. Còn ở Việt Nam á, thì thẩm phán là có quyền tuyệt đối, không có bồi thẩm đoàn. Thế đó là hai cái hệ thống luật pháp khác nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa với các nước tư bản. Như vậy, phương pháp gọi là giải quyết tranh cãi có tên gọi là đa nhân ngữ, phù hợp với cái mô hình bồi thẩm đoàn ở các nước phương Tây. Nói như thế, quý vị thấy là cái tuệ giác của Đức Phật rất là sâu. Và các phương pháp giải quyết sự tranh cãi về đúng và sai, có tội không có tội rất là chuẩn. Mà cách này đó mới tạo ra tính khách quan. Người bị kết tội đó sẽ không chối tội, không quanh co. Và đại đa số thành viên tăng đoàn cử tội đó thì có đủ bằng chứng, nhân chứng, tang chứng, không thể chối được. Và nó dẫn đến tình trạng là tâm phục khẩu phục, chứ không có thể nói on đơ cho cách được. Cách 6, tác tội xứ sở, tạm dịch là giải quyết tranh cãi bằng cách tự kể và tự nhận tội. Tiếng Bali gọi là ta sát ba bija sika. Trong bản dịch của luật ngũ phần gọi là bản ngôn trị. Bản ngôn là đương sự, tức là trị tội theo cách người đó thừa nhận tội, theo cách đương sự nhận tội. Còn luật tục tụng gọi là mít tội tướng, tức là phải tìm được những cái bằng chứng về tội để cho đương sự phải thừa nhận, thì dựa trên đó mới phán quyết.
Tích truyện như sau: tại làng Thích Xí Xấu có một vị tỳ kheo tên là Tượng Lực tranh luận với những đạo sĩ khác tôn giáo. Nhưng mà thầy này có cái dở là gì? Khi mà bị đối phương dùng những câu hỏi lắc léo hay bắt bí đó, thì vị này mất kiểm soát, cho nên trở thành là quỷ biện. Lời nói trước và lời nói sau đó mâu thuẫn với nhau. Điều này đã dẫn đến một cái hệ quả xấu, đó là các vị đạo sĩ khác tôn giáo mới chụp mũ tăng đoàn đạo Phật rằng đó là những người mặc dầu tự xưng mình là nói sự thật nhưng toàn là nói những lời giả dối, trước sau không thống nhất. Cho nên đó, dẫn đến giảm uy tín cho tăng đoàn. Thì cái câu chuyện đó khi đến Đức Phật đó, thì Đức Phật mới tập hợp tăng đoàn và nói với thầy Tượng Lực rằng: con đã làm điều sai trái về truyền thông, không thanh tịnh, không phù hợp với đạo Sa Môn, không phù hợp với tư cách của một người xuất gia. Đó là cố ý nói dối, nói sai sự thật. Nhân đó Đức Phật mới dạy cái cách để biểu quyết tăng đoàn như sau: tập hợp tăng đoàn lại, mời thầy Lực Tượng, xin lỗi, Tượng Lực, hãy dùng cái bộ nhớ của mình và cái lương tâm của mình để nêu ra những tội mà mình đã làm. Ở đây là gì? Cố tình nói trước và sau sai. Rồi sau đó đó là tăng đoàn mới hỏi điều đó có thật sự đúng như vậy không. Nếu vị này đó lặp lại 3 lần đúng thật là như thế, đúng thật là như thế, thì lúc đó đó dựa vào thời điểm, địa điểm, tình huống phạm mà bắt đầu là cử tội rằng là tội này là tội nặng hay là tội nhẹ. Thì trong trường hợp này thì không thể nào bị tội tẩn xuất. Tội tẩn xuất là gì? Tức là tự ngôn chứng thánh. Mình chưa phải là thánh nhân nhưng đóng vai là thánh nhân, và để cho người ta tuyên truyền rằng mình là thánh nhân, thì cái tội đó là tội không chấp nhận cho người đó tiếp tục làm tu sĩ trọn đời. Còn đây đó, vì hơi nóng tánh và mất kiểm soát, bị ngoại đạo tấn công dồn dập, bí lối quá, nên đó là phạm một cái tội nói láo. Cái đó nó làm cho mất cái uy tín của tăng đoàn. Thì qua câu chuyện này, Đức Phật muốn nhắc nhở các thành viên tăng đoàn đó phải thể hiện tánh chân thật như là một phẩm chất cao quý. Chân thực bất hư, có thì thừa nhận là có, không thừa nhận là không. Và nếu tất cả các tăng ni và Phật tử đều học theo phẩm chất này đó, thì sẽ không có những cái thói quen, sự cố tình dựng chuyện, đặt điều, vu khống, xuyên tạc nhằm xúc phạm nhân phẩm, làm giảm uy tín, rồi làm cho quần chúng ghét bỏ cái người nào mình không thích. Mà động cơ như trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật đã nói là gì? Do hiềm khích, do cạnh tranh, do ganh tị tài năng, do trâu cột ghét trâu ăn, do tánh xấu, do muốn hãm hại người khác, do chấp vào cái tôi, muốn mình là độc tôn, mình là quan trọng, còn ai giỏi hơn mình không chấp nhận, vân vân và vân vân. Cho nên để giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc thì phải có đủ tăng chứng vật chứng, mà muốn như vậy thì người tố giác tội phải có mặt. Và đương sự đó khi được trình bày với đầy đủ mọi tăng chứng vật chứng đâu có thể chối tội được, phải thừa nhận tội của mình, thì cái sự cử tội trong đó được xem là hợp pháp. Thì qua trường hợp này chúng ta có thể học được cái kinh nghiệm qua 2 câu của Đức Phật đó: nói năng như chánh pháp và im lặng như bậc thánh. Tức là nói phải nói đúng chân lý Phật. Chân lý Phật thì bao gồm chân lý vũ trụ, chân lý xã hội,
Chúng ta không nói ngược lại với cái gì đó thuộc về chân lý. Chúng ta phải nói đúng sự thật, mặc dù sự thật là mất lòng. Nhiều khi mình nói sự thật mà mình tạo cái sự thù ghét của người khác. Ví dụ như tôi thì chủ trương á, là ngay từ những ngày đầu mới bắt đầu gặp đạo Phật á, nếu tăng ni chịu khó dạy tứ thánh đế nhân quả, rồi phương pháp đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng, thì chúng ta không mất thời gian để giải phóng các mê tín dị đoan của quần chúng Phật tử về sau. Và đây cũng là cách giúp cho Phật giáo được phát triển. Nhưng mà khi tôi mạnh dạn làm công việc đó đó, thì nó vô tình nó đụng chạm đến những nơi truyền bá mê tín, hoặc là các tăng ni truyền bá mê tín, hay là các Phật tử cuồng tín, nghĩ rằng là có một cái phép màu chỉ do cầu nguyện là được, chỉ do trì rằng Chúa là đạt được như ý. Thì tự động người ta xem tôi là kẻ thù và quy kết tôi đó là kẻ chống phá Phật giáo, là ma tăng, là con trùm ở trong bụng của con sư tử được cài vào để phá nát Phật giáo. Vì người ta gọi là truyền bá mê tín, mà tôi thì chủ trương đi ngược lại những điều đó, cho nên đó họ tấn công tôi, vu cáo tôi bằng nhiều cách thức khác nhau. Đó. Thì trong trường hợp đó thì ở đây Đức Phật dạy là gì? Đó. Phải có các bằng chứng, mít tội tướng, phải nêu bằng chứng ra và để cho người ta giải thích rồi mình hiểu, chứ đừng có nên áp đặt phán quyết như một phán quan tòa. Thì bằng cách đó thì cái sự đề cao sự thật mới được diễn ra, ai cũng phải tâm phục và khẩu phục. Còn trong trường hợp vì một lý do tế gì nào đó mà chúng ta chưa tiện nói, chưa phù hợp để nói, hoặc là nói mà nó không có tác dụng, thì lúc đó Đức Phật khuyên là gì? Im lặng như bậc thánh. Nói sự thật thì không sợ ai, dù có đụng chạm cũng phải nói, nhưng mà im lặng phải như bậc thánh là gì? Có nghĩa là không để cho tâm mình bị dương dấn cái nỗi hiềm hận, cái sự hận thù, cái sự trả đũa bên trong. Đó là cách ứng xử mà Đức Phật dạy rất là sâu. Cách 7. Như thảo phú địa, tạm dịch là giải quyết sự tranh cãi như cỏ phủ đất. Tiếng Bali gọi là Tina Vatharako, thỉnh thoảng còn được dịch là như thảo bố địa. Thảo đây là cỏ. Phú hay là bố trong ngữ cảnh đều có nghĩa giống nhau, đó là phủ trùm lên, địa đây là đất. Chúng ta thử hình dung khi có một cái địa thế đất tự nhiên đi, không bao giờ nó phẳng lì như là sân đá banh đâu, nó sẽ có gồ ghề đó, và cái gồ ghề đó dễ đi vấp ngã và té, tạo ra nguy hiểm sức khỏe cho người bộ hành. Thì để giải quyết có một số tranh chấp á, thì Đức Phật dạy là như cỏ phủ đất, tức là sao sang bằng đó đất lại, rồi phủ cỏ lên cho nó đều đi, im chưng, không gồ ghề, không vấp ngã nữa, để mang lại lợi ích cho các bên tranh chấp, các bên tranh cãi. Thì tình huống này nó sẽ ra như thế nào? Tích chuyện như sau. Có một số thầy ở xá vệ phạm giới, như là có những việc làm, cách nói năng, đi ra đi vào không chuẩn mực với tư cách là người xuất gia, dẫn đến sự đàm tiếu và mất niềm tin ở quần chúng. Ngay việc đó thì Đức Phật đã cho triệu tập tăng đoàn lại, và tăng đoàn trình bày rõ đó là có lẽ nguyên nhân do không phân định được đâu đúng và sai, cho nên việc tranh cãi đó đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng nặng nề, khiến cho các thành viên trong tăng đoàn không được quan đạt,
an lạc hạnh phúc, tăng đoàn không thể được phát triển. Thì Đức Phật mới kết luận lại đó, thì trong tình huống này, việc đúng và sai nó không có gì rõ ràng. Cho nên tốt nhất hãy sử dụng biện pháp như cỏ phủ đất, như cỏ che đất để khép cái vụ này lại. Và Đức Phật khuyên, từ đây về sau, khi đã biểu quyết như thảo phú địa rồi đó, bất kỳ ai đem việc đó tiếp tục đó ra, phanh phui ra nữa đó, thì người đó có lỗi. Còn đây giải quyết vấn đề cho nó im đẹp, để cho các bên có liên hệ không ai bị phiền não nữa, mất thời gian nữa, mất công sức nữa, mất năng lượng nữa, hãy khép nó lại. Thì về cái phương pháp này đó, trong thời của Đức Phật đó, vì Đức Phật là bậc tuệ giác, tăng đoàn của Ngài có nhiều bậc thánh nhân, có nhiều bậc tiệm cận thánh nhân, có nhiều bậc chân nhân, cho nên khi trình bày ra cái việc đúng và việc sai đó, mọi người hiểu được liền, chấp nhận được liền, cho nên ta không có dùng cái thái độ chủ quan của mình để can thiệp vào, ghét bỏ người nào đó để chù dập người đó, không có chuyện đó. Và phải lấy cái quyền, cái lợi ích của tăng đoàn lên làm trên cho các phía có liên hệ, dù là phía tố giác hay là phía bị can, nếu mà bằng chứng không rõ ràng thì tốt nhất khép nó lại, cho nó qua đi, để tập trung vào các Phật sự lớn hơn, quan trọng hơn, có giá trị hơn. Thì để làm được công việc này đó, thì chúng ta phải có được cái nhận thức rằng đó, những nội dung cáo buộc mà mình đưa ra nó không rõ ràng, không có thuyết phục, không có đủ bằng chứng, hay là cố tình là dựng những cái chuyện như thế lên thôi để hại người khác thôi. Thì mỗi người phải dùng cái lương tâm mình để phán xét chính mình thay vì phán xét người khác. Cái thứ hai đó, người đó phải có cái tinh thần lấy cái đại thể làm trọng và không có cái tâm trù dập người khác, hãm hại người khác, tấn công người khác, phá nắm người khác. Mặc dù những lý do và nguyên nhân đưa ra đó rất là mỹ miều, nào là tôi hộ pháp, tôi đóng góp cho đạo Phật, tôi thế này tôi thế kia, mà thực tế thì bị chứng minh ngược lại là không nên. Đồng thời đó, mỗi người phải vượt qua được cái tôi của chính mình và cái quyền lợi của riêng tư mình. Có nhiều người là bị va chạm quyền lợi, thỉnh thoảng có một số Phật tử gửi cho tôi một số cái đường link của một số Facebook của các thầy và các sư cô. Thì kèm theo cái đường link đó, đó là một video clip bài giảng của tôi về mê tín và chánh tín. Thì tôi mới khuyên là các tăng ni đó không nên biến mình làm thầy cúng. Tôi không phải là người đầu tiên nói vấn đề này. Hòa Thượng Thích Tinh Từ trong bài giảng ba sự nghiệp trong đại trọng đại trong đề tử của tôi đó cũng nhắc nhở vấn đề đó. Nhưng mà tôi là người nói nhiều vấn đề đó hơn các vị đại pháp sư hay là các vị pháp sư cùng thời với mình. Và khi mà mình đề cao cái chánh tín và khuyên các tăng ni nên truyền bá chánh tín giúp cho Phật tử đỡ khổ đó, thì một số người chuyên truyền bá mê tín đó tự động xem tôi là kẻ thù, cho nên họ mới nhận xét ở dưới: ông thầy Nhật Từ này cố tình phá gọi là bát gạo của tôi. Thì từ đó sanh ra hận thù. Và khi hận thù rồi đó, thì những vị đó đó dùng những nick đem đủ kiểu trên đời hết vô để tấn công phá đáp. Có nghĩa là họ bị chấp vào cái tôi, không vượt qua được cái tôi của mình. Thì đó là điều rất là đáng tiếc. Thì trong trường hợp này đó, là chúng ta phải học tinh thần tương kính. Cái gì mình yếu kém thì phải học hỏi người khác, chứ đừng tạo ra những biến cố về truyền thông cho đạo Phật. Và phương pháp mà Đức Phật dùng như cỏ trẻ đất đó là phương pháp đẹp nhất, có hiệu quả nhất, nhất là những cái tranh chấp, tranh cãi trong tăng đoàn thì không nên đó là cố tình đó để cho mọi người biết, để từ một cái việc nhỏ người ta xích thành to. Nhưng mà khi xích thành to mà nó dẫn đến cái tình trạng du cáo xuyên tạc rồi đó, thì chúng ta phải giải quyết nó. Không thể giải quyết được, không thể để yên được.
Do đó phương pháp là Như Thảo Phú Địa là cách mà tôi cho rằng đó giải quyết tốt nhất trong tất cả các tranh chấp. Mặc dù nó nằm ở vị trí thứ bảy, nhưng giá trị của nó là hay nhất. Quý tăng ni và Phật tử nên cân nhắc cái này, để đừng nhân danh bất cứ một cái gì mà cuối cùng á, cái việc làm của họ đó dẫn đến hậu quả là gì? Phá tan nát đạo Phật. Phần cuối cùng, các quy định của pháp luật Việt Nam về đúng sai và sự phạm tội. Thì lĩnh vực này nó liên hệ đến rất nhiều luật của Việt Nam. Trước khi trình bày về vấn đề này đó, tôi xin nêu ra một ý như thế này. Tất cả các tu sĩ, dầu là tu sĩ Phật giáo hay là tu sĩ của tôn giáo nào, ở vị trí xã hội nào, với cái chức vụ gì, điều trên hết tất cả đều là công dân Việt Nam. Còn ở nước ngoài đó thì các tu sĩ đó là công dân của một nước sở tại nào đó. Cho nên đó, ngoài luật Phật thì mọi công dân làm tu sĩ đó phải chịu sự chi phối thêm luật pháp ở quốc gia mà mình đang làm một công dân. Chúng ta phải ghi nhớ điều đó. Và luật Phật đó thì có 7 phương pháp để vượt qua mọi sự tranh cãi về đúng sai và sự phạm tội. Rất là chi tiết rồi. Tuy nhiên, dưới sự chi phối của luật đời, cho nên nó có nhiều vấn đề đó mà bản chất của sự tranh chấp đó giải quyết trong đòn không đi tới đâu. Cho nên chúng ta phải nhờ đến luật pháp xã hội. Thì trong lịch sử thành lập và tăng đoàn tại Việt Nam á, trong thời đại nào, dù là giáo hội nào, cũng đều phải vướng vào những cái chuyện giải quyết dựa vào cả luật đạo và luật đề. Thì như tôi đã nói trong phần đầu đó, Giáo hội Phật Việt Nam hiện có 13 ban ngành cấp trung ương, cấp tỉnh thành. Trong đó có ban pháp chế, ban kiểm soát và ban tăng sự. Ban pháp chế là nơi giải quyết những vấn đề tranh chấp kiện tụng. Ban tăng sự đó thì dựa vào giới luật và Phật, rồi hiến chương, các nội quy, phối hợp với cái ban pháp chế để cùng giải quyết về những vấn đề tranh chấp liên hệ đến chùa, rồi quyền bổ nhiệm trụ trì, quyền kế thừa, những cái việc đấu tố của Phật tử đối với các thành viên trong giáo hội, hay là những cái bắt đầu những cái thư kiện lẫn nhau. Thì hai ban này nó phải phối hợp rất chặt chẽ để giải quyết. Còn ban kiểm soát đó thì kiểm soát những cái nội dung hội họp của giáo hội, những cái sự kiện có liên hệ, nên nó cũng có ít nhiều liên hệ đến những cái vụ việc giải quyết ở trong phạm vi của tăng đoàn. Thì nói sơ như vậy để chúng ta thấy là có nhiều vấn đề mà về bản chất đó, chỉ giải quyết bằng 7 phương pháp đó không thành công. Không thành công không phải là do 7 phương pháp diệt tránh của Đức Phật không hiệu quả, mà do vì đó những người tham gia đó không tôn trọng Đức Phật, không tôn trọng giới luật. Nghĩa là xử đúng rồi nhưng mà họ vẫn làm càn. Thì lúc đó cần phải có sự can thiệp của luật pháp ở nước sở tại. Vì luật pháp đó nó có sự cưỡng bức nếu mà không có tuân thủ theo. Có những hình thức trừng phạt, chế tài. Còn luật Phật đó thì đưa ra phương pháp rất đúng, nhưng mà chúng ta trong giai đoạn hiện nay thì gần như là không áp dụng chế tài được. Chúng ta không có giáo quyền. Còn thời Đức Phật là có giáo quyền. Và do vậy đó, những vấn đề phức tạp đó thì ngoài áp dụng luật Phật, chúng ta cần phải phối hợp áp dụng luật đời. Và đây là điều mà từ năm 1981 đến nay giáo hội chúng ta phải giải quyết gần như là mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Năm nào, tháng nào, tuần nào cũng có những cái câu chuyện tranh chấp như thế. Và đến lúc phối hợp giữa giáo hội với chính quyền thì mới giải quyết xong. Thì nhân đây tôi xin đọc nguyên văn
một số cái quy định của luật pháp Việt Nam về các cái quyền căn bản, mà theo đó đó, nếu tăng ni nào, Phật tử nào dướng vào các cái tranh cãi về đúng sai và sự phạm tội đó, có thể sử dụng để đảm bảo được cái quyền lợi hợp pháp với tư cách là một công dân, cũng như quyền lợi hợp pháp với tư cách là một tu sĩ của mình. Trước nhất là các quy định của luật pháp về quyền bất khả xâm phạm danh dự và nhân phẩm. Tôi xin trích điều 20 Hiến pháp năm 2013 quy định như sau: mỗi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, không bị tra tấn bạo lực và truy bức, nhục hình hay bất cứ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự nhân phẩm. Thì cái điều này đó, chúng ta thấy là nói về danh dự nhân phẩm bị xúc phạm là đến hai lần, và đó là trái với luật. Và ai làm như thế đó thì các công dân, trong đó có công dân tôn giáo, được quyền bảo vệ chính mình để chống lại những cái sự bất công và những cái mưu đồ ác độc, ác tâm của những kẻ xấu dưới những cái danh nghĩa rất là mỹ miều. Điều 30 Hiến pháp năm 2013 quy rõ: mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm sai trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thì như vậy đó, nếu như là mình thấy rằng là ai sai đó, mình được quyền tố giác. Nhưng mà tố giác thì phải có địa chỉ thật, tên thật để chịu trách nhiệm. Chứ đôi lúc là tố giác bậy, tố giác oan, thì người tố giác bậy gán ghép người ta có tội thì cũng phải bị có tội chứ. Điều 37 của Bộ Luật Dân sự quy định như sau: danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được luật pháp bảo vệ. Thì đây là cái tuyên bố của Bộ Luật Dân sự. Như vậy ai cố tình xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân người khác đó là phạm tội đó. Điều 604 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định như sau: người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Thì cái điều này quy định rất rõ là nó không chỉ là thừa nhận là có tội, nhưng mà phải bồi thường thích đáng tùy theo cái mức độ nghiêm trọng vừa hay là ít của cái sự xúc phạm nhân phẩm và quyền lợi hợp pháp của mỗi công dân, trong đó có công dân tôn giáo. Điều 611 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định: thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm, thiệt hại do danh dự, uy tín của pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm, bao gồm chi phí hợp lý để hạn chế khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Người xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định trên và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó phải gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá 10 tháng lương tối thiểu do nhà nước quy định. Thì cái bồi thường thiệt hại và tiền bạc đối với tổn thất tinh thần danh dự của một người bị hàm oan, bị xúc phạm nhân phẩm, uy tín v.v. ở Việt Nam là rất thấp, rất nhẹ. Cho nên cái này nó chưa đủ sức để răn đe những kẻ ác. Thế bởi vì những kẻ ác người ta có thể nhận tiền đô la nước ngoài của những tổ chức chống phá nhà nước, hoặc là những người giàu có đó, thù ghét một cái người lương thiện nào đó, người ta sẽ cho tiền
quá cái số mà quy định là bồi thường thiệt hại như điều lệ này nêu ra, thì những cái kẻ xấu đó họ sẵn sàng họ làm. Hiện nay có một số YouTuber họ cũng khẳng định như thế. Bắt quá là tôi bị phạt 5 triệu, 10 triệu là thừa là cùng thôi. Đang khi đó là cái việc làm vu cáo xuyên tạc á, họ có thể làm cho cái người đương sự và thiếu tu có thể bị sắc bắt sang mang, mất uy tín, bị cô lập, bị tổn thất, đủ kiểu hết, nhưng mà tiền phạt nó ít quá. Cho nên người ta đã thể hiện bất chấp, không sợ hãi, làm liều, trái ngược với lương tâm và đạo đức. Còn cái này ở phương Tây đó, thì khi mà kiện tụng đó, thì người ta đề cho phép nêu ra cái mức bồi thường thiệt hại là bao nhiêu. Thế ví dụ như hiện nay đó, ngày 8 tháng 4 2020, chính phủ Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Ấn Độ đó đồng loạt kiện chính phủ Trung Quốc ra tòa tài phán quốc tế và yêu cầu bồi thường đó 6.600 tỷ Mỹ Kim vì cái việc giấu thông tin về sự lây lan chết người một cách khốc liệt của COVID-19. Còn cái việc mà phán quyết của tòa án ở tòa tài phán quốc tế như thế nào thì không ai biết trước được. Có buộc tội được Trung Quốc hay không cũng không biết trước được. Nhưng về phương diện danh dự thì các nước phương Tây và Ấn Độ liên kết với nhau để làm công việc đó. Ta đòi bồi thường với cái số tiền đưa ra một cách rất là cụ thể. Thì tương tự, những người dân mà bị xâm phạm nhân phẩm, uy tín, tổn thất tinh thần, tổn thất việc làm ăn, khi mà bị ghép tội là cộng sản ở nước ngoài là bị cô lập. Chỉ cần chụp mũ người nào đó là cộng sản thôi, đúng sai chưa biết, thì cái doanh nghiệp đó dễ lao đao phá sản. Thì khi mà thắng kiện đó, thì lúc mà đưa ra về cái mức bồi thường có người ta đưa yêu cầu là 5 triệu Mỹ Kim, 10 triệu Mỹ Kim, 100 triệu Mỹ Kim, vân vân. Thì khi thắng đó, thì bên bị thua đó phải trả vừa là cái tiền lệ phí của tòa án mà vừa cái tiền mà bồi thường thiệt hại mà ngay ban đầu đó, đó là người đương đơn đó nêu ra. Ở Việt Nam thì mức bồi thường thiệt hại này quá thấp, đó là hai bên thỏa thuận nè, nếu không thỏa thuận được thì tối đa không quá 10 tháng lương. 10 tháng lương là cái gì đâu, có nhiều người tháng lương ta có 3 triệu, 10 tháng lương là 30 triệu. Đang khi cái tổn thất và những cái kẻ xấu này gây ra cho những người lương thiện, đạo đức, nhân từ đó, nó có thể gấp là 1 triệu lần. Mà nếu như mà phối hợp với những cái tổ chức xấu đã nhận là 30.000 Mỹ Kim, 300.000 Mỹ Kim mà bồi thường chỉ có là 10 tháng lương thôi thì có ăn chung gì đâu. Cho nên nó không đủ sức răn đe. Và đây là giới hạn của luật. Điều 156 Bộ Luật Hình Sự về tội vu khống và điều 155 Bộ Luật Hình Sự về tội làm nhục người khác quy định rất là chi tiết. Và đó là một loại tội phạm cần phải bị nghiêm trị về trừng phạt. Sau đây tôi xin nêu ra các biện pháp thực hiện để bảo vệ nhân danh dự và nhân phẩm theo luật pháp Việt Nam hiện hành. Là mọi công dân, bao gồm công dân tu sĩ, nếu bị xâm phạm nhân phẩm, ảnh hưởng đến uy tín và bị làm nhục, thì có thể dựa vào điều 161 của luật dân sự, đó là khởi kiện vụ án quy định như sau: cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án, gọi chung là người khởi kiện, tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đây là luật pháp cho phép. Và cái gì mà luật pháp quy định thì luật Phật cũng phải tôn trọng, chứ không thể nào đi ngược lại nha quý vị. Chúng ta phải nhớ điều đó. Luật Phật không đi ngược lại luật pháp ở quốc gia. Còn luật của một số tôn giáo khác là được quyền đi ngược với luật quốc gia. Nhưng mà ở một số quốc gia nghiêm túc đó, cứng rắn đó,
người ta cũng không chấp nhận. Ví dụ như Hồi giáo, đàn ông được quyền có 4 vợ hợp pháp nếu có đủ cái nguồn tài chính để nuôi các bà vợ của mình. Nhưng ở một số quốc gia như là ở Mỹ, người ta không chấp nhận điều đó. Cho nên vậy là những người theo đạo Hồi đang sinh sống ở tại Mỹ phải chấp nhận luật hôn nhân một vợ một chồng. Nhưng ở Trung Đông á, là được quyền 4 vợ. Ở Ấn Độ đấy, người Hồi giáo vẫn được quyền 4 vợ. Còn về cái khởi tố hình sự đó, thì điều 144 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có quy định như sau. 1. Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền. 2. Tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan tổ chức cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng. 3. Kiến nghị khởi tố là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiến nghị bằng văn bản và gửi kèm theo chứng cứ, tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra, viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm. 4. Tố giác tin báo về tội phạm có thể bằng lời hoặc bằng văn bản. Thì trong trường hợp cái người nào không biết viết chữ đấy, thì người ta có thể chấp nhận bằng lời là được thâu băng. 5. Người nào cố ý tố giác báo tin về tội phạm sai sự thật thì tùy tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật. Như vậy thì trong cái tố cáo hình sự đó có 4 điều người ta được quyền tố giác để bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của mình. Nhưng bắt buộc người tố giác phải có tên tuổi thật, địa chỉ thật, số điện thoại thật, số chứng minh nhân dân và các thông tin có liên hệ. Bên cạnh đó là các hồ sơ chứng cứ đính kèm theo, bao gồm cái việc lập vi bằng bởi một cái cơ quan luật pháp, đó là cơ quan thừa phát lại. Thì như vậy, tất cả những người nặc danh, dù là nặc danh bằng thơ hay nặc danh trên mạng hay dùng các cái nickname, mấy tài khoản Facebook chỉ có avatar, không có một cái gì hết, thì chúng ta biết là đó là những kẻ xấu, kẻ ác, kẻ tệ hại, kẻ là trốn tránh luật pháp. Thì các Phật tử và mọi công dân không nên tin vào những người đó. Ở đây đó, luật pháp cho phép là tố giác bằng lời hoặc là bằng văn bản, tuy nhiên phải chịu trách nhiệm pháp lý về cái sự tố giác của mình nếu mình nghĩ rằng mình tố giác là đúng. Cho nên đó, mọi công dân và quý Phật tử không nên bận tâm về những kẻ nói người ta phạm tội này, có tội nọ, cái này xấu, cái kia dở, vân vân, mà họ không dám xuất đầu lộ diện khi được yêu cầu địa chỉ cung cấp, thì chúng ta biết đó là những kẻ xạo, những kẻ không đàng hoàng, không phù hợp với quy định của luật pháp. Còn điều thứ năm đó là cái cảnh báo đối với những người tố giác. Nếu báo tin sai sự thật, tố giác sai sự thật, tùy theo mức độ nghiêm trọng hay là nhẹ mà người đó bị phạt, hoặc là phạt hành chính, hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật. Thế đó là để răn đe những cái kẻ xấu, giả vờ nêu những cái sự kiện không có thật để hại người khác. Thì họ cũng phải biết cái này để chi? Là uống lưỡi 7 lần trước khi nói, cân nhắc 7 lần trước khi làm. Và nói theo đạo Phật là phàm làm việc gì trước nên nghĩ đến hậu quả của nó, chứ không nên làm càng. Còn theo cái thủ tục tố tụng hình sự đó, thì sau khi mình nộp một cái hồ sơ tố giác tội phạm, thì gồm có hồ sơ cá nhân, lý lịch đó được chính quyền địa phương phải ký xác nhận, bao gồm chứng minh nhân dân, hộ khẩu và những cái thông tin khác có thị thực.
Thứ hai đó là cái vi bằng bởi một cái cơ quan thừa phát lại, xác định vào cái ngày đó, giờ đó, tháng đó, tại cái nơi đó với cái sự kiện đó nó có bằng chứng như thế này. Còn đối với tội phạm ở trên không gian mạng á, thì ta phải mở cái trang web đó ra, Facebook đó ra, blog cá nhân đó ra, ta chụp lại, quay phim lại để làm bằng chứng. Thì sau này đó, những cái kẻ xấu có cố tình xóa đi, ẩn đi cũng không còn trốn được nữa, vì cơ quan thừa phát lại đã lập vi bằng rồi. Và rất nhiều người làm xấu không hiểu được cái này, không hiểu được cái quy trình này, cho nên họ cứ dở nhơ nghĩ rằng là tôi sẽ không bị truy cứu. Chỉ cần khi mà cảnh sát điều tra đến thì họ ẩn video, ẩn trang web, ẩn Facebook, ẩn YouTube hay là xóa đó là hết, không có đâu. Cơ quan lập vi bằng người ta đã lập rồi, hợp pháp ta nộp lên sở tư pháp xác nhận thêm một lần nữa. Thì về lập vi bằng nó có hai cái yếu tố. Đầu tiên đó là cơ quan thừa phát lại lập vi bằng, rồi thứ hai là cơ quan thừa phát lại lập vi bằng đó phải nộp lên trên sở tư pháp của thành phố để nhận cái xác nhận đó. Thì cái vi bằng đó đem ra tòa án được xem là hợp pháp. Là tôi nêu việc này ra để cho những người nào kém kiến thức về luật không nên làm càng nữa, mà phải biết tôn trọng luật pháp Việt Nam và tôn trọng luật pháp thế giới. Đừng có nghĩ một cách ngu ngơ rằng là núp trong bóng tối với những cái account giả, nickname giả, Facebook giả, không có địa chỉ là cảnh sát điều tra an ninh mạng không tìm ra được mình. Cái đó là mình khinh thường những người có chức năng chuyên môn. Việt Nam là một trong những nước giỏi về cái này lắm đó, các bạn nên nhớ, không nên ỷ lại đâu. Kính thưa chư Tôn Đức Lạc Ni và các quý Phật tử, tôi vừa trình bày chuyên đề 7 cách vượt qua tranh cãi về đúng sai và phạm tội theo giới luật Phật giáo. Như tôi đã nói ban đầu đó, ở cái cấp học cử nhân trở lên đó, ít nhất phải học 2 buổi về chuyên đề này. Còn ở khoa giới luật Phật giáo hay là những cái trường dạy luật Phật giáo đó, phải dạy chuyên đề này ít nhất là 7 cho đến 8 buổi, mỗi buổi trung bình 90 phút. Bởi vì nếu mà nêu 7 tình huống ra mà không có phân tích, dẫn dắt những cái câu chuyện có thật thời Phật và cái câu chuyện tương đương thời bây giờ thì người học sẽ không hiểu được và không nắm được cái tình huống để sau này khi mình là một thành viên tăng đoàn mình mới hiểu đúng được, phán quyết đúng được, không dẫn đến tình trạng là phán quyết sai, dẫn đến những cái oán sai, cái oan sai, kết án sai. Cho nên thông qua chuyên đề này đó thì tôi xin khẳng định với quý vị rằng đó, Đức Phật không chỉ là bậc tuệ giác và từ bi số 1, bậc giác ngộ vĩ đại, mà còn là cái người rất giỏi về luật và thiết lập ra một hệ thống luật đầu tiên trên toàn cầu về phương diện á, là truyền miệng. Cho đến thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch đó, thì kinh tạng, tức là kho tàng chân lý, luật tạng, tức kho tàng giới luật, và luận tạng, tức kho tàng triết học đó, của Đức Phật được xem là hệ thống văn bản về luật đầu tiên trên toàn cầu. Nhưng rất tiếc đó, trải qua quá trình phát triển tăng đoàn ở các quốc gia, do lệ thuộc vào chính thể và pháp luật ở các chính thể đó, có khi thế thì giới luật Phật giáo được tôn trọng một cách tuyệt đối, nhất là 7 cách giải quyết các cái tranh chấp ở trong tăng đoàn. Có khi thì nó không được tôn trọng như thế, thì lúc đó đó mọi điểm dị biệt tranh cãi tranh chấp có thể vừa phối hợp giữa luật Phật giáo, vừa phối hợp với giới luật, xin lỗi, luật pháp của quốc gia. Và bất kỳ ai là tăng ni hay Phật tử, nếu mình bị xâm phạm quyền lợi hợp pháp, xúc phạm nhân phẩm, hãm hại uy tín đạo đức, có những cái tổn thất về tinh thần, gây hoang mang cộng đồng và xã hội bởi những cái câu chuyện bịa đặt dựng chuyện, vu khống xuyên tạc á, thì về phương diện luật Phật, về phương diện luật pháp được quyền tiến hành. Thì có điều á, Đức Phật khuyên chúng ta là
đừng để cho tâm hiềm hận chi phối mình. Đó là lời Phật dạy trong kinh Phạm Võng thuộc kinh Trường Bộ, mà 10 ngày trước là tôi đã giảng bài kinh này. Khi mình bị phê bình chỉ trích, vu khống xuyên tạc, thì đừng bao giờ ôm cái niềm thù hận những kẻ xấu đó, vì họ là kẻ xấu mà. Kẻ xấu là luôn luôn đi sau các bạn, họ không dám gọi là bản lĩnh, dám nói, dám làm, dám chịu. Họ núp ở trong bóng tối, họ trốn chui trốn nhủi như là những kẻ Taliban đánh du kích bằng cách chơi điểu, chơi xấu, chơi tiểu nhân, chơi quỷ quân tử. Thậm chí có những kẻ đó là chơi ác nhân, là công khai cái sự ác của mình. Thì những người đó đó, lời khuyên của tôi đó, phàm làm việc gì nên nhớ đến hậu quả của đó. Thì đây là cái tác phẩm được trưởng lão Thích Thiện Hoa viết và rất là hay, rất là hay. Hoặc là cái tác phẩm Bài Học Ngàn Vàng của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Nên ai chưa đọc thì nên đọc những cái tác phẩm này để tự răn nhắc phương diện đạo đức và lương tâm của chính mình, rằng đó là việc làm của mình có đúng hay sai. Nếu sai đó thì nên mạnh dạn phát lộ, xin lỗi để được bỏ qua. Còn nếu đúng thì mình phải thể hiện cái trách nhiệm pháp lý của mình, thì là nói là mình phải dám chịu trách nhiệm, chứ đừng có làm các hành vi trốn chui trốn nhủi, ẩn náu trong bóng tối, rồi cứ tối ngày chửi bới người khác, gây những cái xáo trộn trong đạo Phật, làm ảnh hưởng đến tăng đoàn, làm mất niềm tin của quần chúng là điều không nên. Quý vị có thể ẩn trốn được luật pháp, nhưng không ai có thể ẩn trốn được luật nhân quả. Hãy nhớ điều đó thật kỹ để không phải hối hận về sau.